bạn bè quốc tế phải ngỡ ngàng vì cảnh kinh doanh hiếm có giữa chiến dịch dẹp loạn vỉa hè ở Hà Nội của người Việt Nam. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của tri thức Việt, các bạn thân mến. Những quán trà đá vỉa hè chật trội, những hàng quán tràn lề đường đã không còn nữa, thay vào đó là cảnh buôn bán ngăn nắp, có trật tự, lề lối, gọn gàng, thoáng đãng. Vỉa hè ở Hà Nội lâu nay vẫn được ví như thiên đường hút mọi loại khách với các dịch vụ vô cùng đa dạng như bia cỏ, trà đá, trà chanh, cắt tóc, hàng ăn. Và đặc biệt quán nào cũng rất đông đúc, chật trội cảnh ăn uống trên vỉa hè đã trở thành thú vui của không ít thực khách. Rất nhiều quán trà đá dù lớn hay nhỏ, mùa hè cũng như mùa đông, sớm hay muộn, lúc nào cũng nườm nượp khách, ngồi kín cả vỉa hè. Vừa rẻ, vừa thoáng mát, nhiều người thích uống trà đá vỉa hè là vì thế, anh Hoàng Việt Cầu Giấy, Hà Nội lý giải nguyên nhân. Hay như những quán bia vỉa hè mỗi mùa hè hầu như không ngày nào vắng vẻ. Phần lớn khách thích ngồi vỉa hè hơn là ngồi trong khuôn viên quán. Mỗi loại hình kinh doanh vỉa hè đều có sức hút riêng nhưng cũng vì thế mà ngày càng bành trướng, chiếm dụng không gian chung dành cho người đi bộ. Chủ trương dành lại vỉa hè cho người đi bộ của thành phố Hà Nội thời gian qua đã tác động rất mạnh đến những thói quen kinh doanh truyền thống. Thay vì cảnh mua bán xô bồ, ồn ào, chật trội trước kia là cảnh buôn bán ngăn nắp, có trật tự, lề lối, gọn gàng, thoáng đãng mà đã lâu lắm người dân thủ đô mới được chứng kiến. Theo khảo sát của phóng viên VTC News, hàng loạt tụ điểm trà đá buổi trưa sát các tòa nhà văn phòng ở quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, không còn chen chúc như trước. Ví dụ những quán từng tiếp hàng trăm lượt khách chỉ trong 2 tiếng buổi trưa ở khu vực đường Tam Trinh Hai Bà Trưng nay đã được thu hẹp diện tích đi một nửa, người bán chỉ còn ngồi đúng trong phạm vi cho phép và cũng chỉ nhận lượng khách vừa đủ. Hay như ở khu vực phố Tạ Quang Bửu, đoạn gần trường Đại học Bách khoa vốn là thiên đường ăn vặt của sinh viên với đủ loại tôi, chè, bánh, thịt xiên, các hàng quán trước đây thường xuyên bày bán tràn lan kín vỉa hè thì đến nay cũng đã đường thông hè thoáng thú thật là thời gian trước chúng tôi kinh doanh ở đây cứ người này nhìn người kia chiếm được càng nhiều không gian nhiều chỗ ngồi thì càng bán được nhiều mình không lấn hè thì người khác cũng lấn che tầm nhìn của mình thì càng khó kinh doanh nhưng đến nay từ khi có quy định mới ai cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh người bên cạnh không chiếm dụng vỉa hè thì tôi cũng không thể lấn chiếm ai cũng bảo nhau còn được kinh doanh là tốt rồi không nên vi phạm để rồi lại bị cấm bán hàng loạt thì nguy một người bán nước ép hoa quả trên tuyến đường này bạn trẻ Hoàng Công, sinh viên năm 2 trường Đại học Bách Khoa cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước diện mạo mới của vỉa hè Hà Nội. Trước đây, từ 16 giờ là không còn lối đi nào cho người đi bộ ở trên vỉa hè, chúng tôi phải đi bộ dưới lòng đường rất nguy hiểm. Bây giờ hàng quán bày bán gọn gàng hơn, có muốn dừng lại mua chút đồ ăn vật cũng cảm thấy an toàn. Thú thật là trước đây tôi không có niềm tin vào cuộc chiến giành vỉa hè của Hà Nội, nhưng bây giờ nhìn kết quả thấy thật ấn tượng. Nhiều người tiêu dùng khác cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc dẹp loạn vỉa hè mặc dù lúc đầu có chút không quen. Anh Hoàng Tuấn Anh quận Ba Đình nói, vỉa hè thông thoáng là chuyện quá tốt, dù có thể bây giờ muốn tìm một hàng trà đá tranh thủ giải khát cũng khó. Nhưng thói quen này tôi tin sẽ thay đổi và vẫn còn những hàng quán không lấn chiếm vẫn được hoạt động bình thường để phục vụ người tiêu dùng. Anh Nguyễn Tuấn Cầu Giấy, vốn là người bán trà đá nói, tôi và vợ kinh doanh trà đá cũng khoảng 5 năm rồi, thu nhập cũng đủ nuôi hai đứa con ăn học. Bây giờ phường dẹp trà đá vỉa hè, không buôn bán được nữa nên gia đình tôi phải tính kế mưu sinh khác. Mặc dù vậy, tôi ủng hộ chủ trương này vì đây là vì quyền lợi của cá cộng đồng, không vì bất cứ cá nhân nào. Trong khi đó, ở góc nhìn của chuyên gia kinh tế, ông Vũ Vinh Phú cho rằng, để tránh tình trạng vỉa hè thông thoáng lúc công an đi tuần nhưng lại đông đúc lúc công an đi khỏi thì cần có giải pháp cụ thể. Việc này cần phải có kế hoạch rất bài bản. Chúng ta phải tổ chức điều tra, phân loại, tức là xem bức tranh toàn cảnh của vỉa hè của Hà Nội thế nào. Có số liệu cụ thể về diện tích, kích thước vỉa hè, loại hình buôn bán nào đang sử dụng vỉa hè và ai là người đang buôn bán ở đó. Ví dụ, đối với những loại vỉa hè rộng thì có thể được phép kinh doanh. Như tôi thấy ở Đức, họ còn đóng khung kính quy định các loại hình kinh doanh ở vỉa hè. Làm như thế, vừa đảo bảo mỹ quan đô thị, vừa vẫn có đường dành cho người đi bộ mà thành phố lại thu được thuế, vị chuyên gia nói. Thêm vào đó, theo ông Phú, cần phải phân loại các đối tượng kinh doanh có liên quan. Đối với các nhà hàng lớn, đông khách thì bắt buộc phải chuẩn bị chỗ để xe cho khách, không được sử dụng vỉa hè. Cái này thì nhiều nhà hàng đã tự làm từ lâu. Còn những đối tượng tôi cho là nghèo nhất, ví như những người bán nước chè, bán xôi buổi sáng thì có thể cho kinh doanh trong ngõ rộng vì hầu như phố nào cũng có ngõ rộng, hoặc cũng có thể xếp người ta ngồi gọn gàng vào, vừa đảm bảo đường đi lại vừa văn minh. Không phải cứ cái gì không quản lý được thì dẹp bỏ. Hàng trà đá, xôi sáng dù sao cũng đã trở thành một trong những nét vẽ tô điểm cho Hà Nội, cần phải được quy hoạch và quản lý cụ thể, ông Phú đề xuất. Ông Phú nói thêm, vỉa hè lộn xộn như ngày hôm nay không chỉ do lỗi của người dân mà chính quyền cũng có trách nhiệm không nhỏ. Nói đúng hơn, thời gian qua, chính quyền buông lỏng trong quản lý, một số nơi bảo kê, làm luật cũng là một nguyên nhân dẫn đến loạn vỉa hè. Cán bộ phải liêm chính, đảm bảo không nhận tiền làm luật thì việc mới thành. Cần phải thực hiện thí điểm, rút kinh nghiệm và đưa ra kế hoạch chính xác nhất để thực hiện đồng bộ thì mới thực sự lấy lại được vỉa hè cho người đi bộ, ông Phú nêu quan điểm. Bi hài cảnh sinh hoạt một mét vỉa hè chia đôi của người dân Hà Nội. Cơ quan chức năng thành phố Hà Nội thời gian gần đây tiến hành các hoạt động dành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ. Tuy nhiên, đã có những tình huống giờ khóc giờ cười và những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện. Từ đầu tháng 3, lực lượng chức năng nhiều quận tại Hà Nội đã ra quân tiến hành chiến dịch giành lại vỉa hè cho người dân. Mục tiêu xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép làm nơi kinh doanh buôn bán cũng như trông giữ phương tiện. Các lực lượng chức năng không chỉ đi từng con đường tuyên truyền mà còn trực tiếp giành lại vỉa hè bằng cách kẻ lại vạch sơn danh giới. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên báo Tiền Phong, nhiều nơi vạch sơn sau khi kẻ lại chỉ còn cách cửa nhà dân một vài gang tay có nơi còn cách chỉ mấy cm, trong khi đó phần vỉa hè cho người đi bộ còn lại khá nhỏ. Sau chia đôi có những đoạn chật hẹp chưa tới 1 mét. Vạch kẻ vỉa hè siêu hẹp mới được lực lượng chức năng kẻ lại trên đường Nguyễn Quý Đức thuộc quận Thanh Xuân. Trước cửa hàng tiện lợi, khách hàng buộc phải đỗ xe trong trạng thái nửa trong nửa ngoài, miễn cưỡng nửa vi phạm nửa không. Trên một đoạn vỉa hè hẹp vốn chỉ vừa những chiếc xe máy đỗ chéo nhưng vẫn được kẻ vạch chia đôi. Để xe vuông góc hay song song với vạch kẻ thì cũng là vi phạm lấn chiếm vỉa hè một chủ cửa hàng kinh doanh trên đường nguyễn quý đức quận thanh xuân cho biết chia vạch vỉa hè như này nhiều cửa hàng rất khó khăn vì diện tích nhỏ nếu vẫn áp dụng vạch sơn lâu dài thì bắt buộc người kinh doanh phải linh động tận dụng vỉa hè dù không ai lấn vỉa hè chỉ cần đi qua những cây cột điện người dân bắt buộc phải đi xuống lòng đường vì không còn chỗ nào đi được người di động được nên ngồi vi phạm một chút có lực lượng chức năng thì đứng dậy là xong vỉa hè hẹp chủ kinh doanh chiếm thành của riêng người dân phải đi bộ dưới lòng đường vì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác Vạch kẻ huyền thoại vẫn chịu thua sân rửa bát, một cơ sở kinh doanh chiếm dụng không gian chung, xây gạch bo, đổ xi măng phủ kín lớp gạch lát vỉa hè nguyên bản. Sân rửa bát chiếm trệ giữa vỉa hè, vạch vôi quyền lực đứt đoạn. Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, sau khoảng 2 ngày chia lại vỉa hè, ngày 16 tháng 3 lực lượng chức năng bất ngờ xóa vạch kẻ và chưa có thông báo chính thức tới người dân. Hình ảnh một đoạn vạch kẻ vỉa hè vừa được tẩy xóa. Vạch kẻ vỉa hè đã được đè lên một lớp màu sơn khác. Thì mời bác cứ ở trong ngõ thì bác dùng thoải mái, không ai cấm bác gì cả. Thì Còn ở đây là vỉa hè mà ai cũng ra vỉa hè này thì chúng tôi làm sao mà chúng tôi giải quyết được? Không biết dừng vào đâu cả, không biết nhìn nhận vào đâu cả. Còn chúng tôi không có công ngăn việc làm. Bố mẹ làm ăn lương thiện không cho làm. Để sống bằng cái gì. Tiền điện đến lúc nào cũng tăng, cái gì cũng tăng, không có cái gì là không tăng cả. Đừng có sống bằng cái gì. Đi chết đói mà làm cái gì. Những người mưu sinh ảnh hè thì ít nhiều thì người ta cũng ảnh hưởng Bây giờ làm vỉa hè thế này thì người ta không có chỗ người ta buôn người ta bán Thế nhưng mà cũng phải là chủ trương của nhà nước chúng ta phải chấp nhận thôi Chứ không biết làm thế nào cả Anh phải có một cái chế tài gì anh ra cái quyết định ý Để ngăn lừa vỉa hè rộng này là xe máy nó lao lên vỉa hè nó đi Đi dầm 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 mới đi va cả phải những cái người mà đi bộ quay lại nó còn chửi nữa cơ Nhà thì nhà bố cổ toàn nhà chật trội còn cô cũng phải kinh doanh và cô cũng phải thuê Nhưng mà cái lúc thuê thì mình không lường được cái mức mà phải bị tận đuổi như thế này Cho dân cũng nửa mét thôi nhỉ một mét thì sợ nhiều nhưng mà được nửa mét cũng là tại nguyện rồi thì thôi thì đường phố nó cũng vẫn cũng vẫn sạch và bọn cô vẫn có đất để kinh doanh là người dân mình thấy có cái gì mà nó đẹp cho thành phố và nó có lợi cho dân thì mình cũng phải bà chấp nhận như làm nào bà kể ra thành phố hai các anh lãnh đạo và nghiên cứu xem là những cái trường hợp làm mà thông cảm được thì cũng thông cảm cho bà con để kiếm miếng ăn. Về những người già như cô mà ra đã ra ngồi vỉa hè này là mệt lắm rồi, cũng không sung sướng gì đâu.